Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 6 năm 2024. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ hàng năm. Thống nhất phương án tổ chức lễ hội Nhãn Lồng và Nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2024. Huyện Kim Động để mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng lãng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua đã luôn quan tâm định hướng, tạo điều kiện để hệ thống tuyên giáo và các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên có sự phát triển vượt bậc như ngày hôm nay, có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự đồng hành của cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hưng Yên, các thành tựu kinh tế xã hội đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần tích cực cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chúc mừng và tặng hoa 4 cơ quan báo chí lớn của Trung ương là Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hưng Yên, các thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần tích cực cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần thu hút đầu tư và những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh Hưng Yên để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí ghi nhận những tình cảm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dành cho đội ngũ những người làm báo, coi đây là động lực để các cơ quan báo chí, quản lý báo chí đổi mới hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước, đồng thời mong muốn tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác cung cấp thông tin, phối hợp tuyên truyền, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Chiều nay, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt hội viên, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai các hoạt động công tác hội 6 tháng cuối năm 2024 và lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 6 năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải báo chí Nguyễn Văn Linh, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ. Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 6 năm 2024 là giải thưởng báo chí có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Giải thưởng vinh dự mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và lãnh đạo đổi mới đất nước, một người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Giải được tổ chức từ năm 2018 đến năm 2024 đã được 6 mùa giải. Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 6 năm 2024 đã thu hút đông đảo đối tượng tham gia từ các nhà báo chuyên nghiệp là cán bộ phóng viên, hội viên trung ương và địa phương đến các nhà báo không chuyên là cán bộ đảng viên của các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Với 114 tác phẩm ở 4 loại hình báo chí tham dự giải, tăng 28 tác phẩm so với năm 2023, trong đó có 12 tác phẩm đăng tải trên báo, tạp chí trung ương.
Qua hai vòng sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã quyết định công nhận kết quả giải thưởng đối với 40 tác phẩm, gồm một tác phẩm tiêu biểu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 3 tác phẩm đạt giải A, 8 tác phẩm đạt giải B, 10 tác phẩm đạt giải C và 18 tác phẩm đạt giải khuyến khích. 3 tác phẩm đạt giải A là chuyên đề 2 bài bám sát thực tế để có cách làm hay hiệu quả trong việc tạo nguồn và phát triển đảng viên của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Thị Thu Yến, báo Hưng Yên, tác phẩm Di chuyển mộ làm đường vành đai 4 ở Văn Giang khi đảng viên xung phong làm trước của nhóm tác giả Bá Phước, Anh Phương, Đăng Mạnh, Bình Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, tác phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San xả thải trực tiếp ra môi trường 2 kỳ của nhóm tác giả Thế Vinh, Hoàng Giang, Minh Đức, Kim Dung, Đỗ Tuấn Anh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong đó, 3 nhóm tác giả đạt giải A, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu hưởng ứng giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 6 năm 2024 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Hưng Yên luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với mọi tầng lớp nhân dân. Là nhân tố tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất và con người Hưng Yên, nhất là trong thời kỳ triển khai của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Qua đó, thu hút đầu tư cho tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các nhà báo, hội viên nhà báo Hưng Yên và các cộng tác viên, các tác giả không phải là người Hưng Yên thời gian qua và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan thường trực giải thưởng, hội nhà báo tỉnh, hội đồng sơ khảo, hội đồng trung khảo để làm nên thành công của giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 6 năm 2024. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí, các nhà báo trong và ngoài tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, đi đầu và ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò chủ lực trong thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phản ánh, đưa tin kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác, đa chiều về đời sống xã hội trên cơ sở có tâm, có tầm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri thành phố Hưng Yên trước kỳ họp thường lệ giữa năm. Giữa buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Tổ trưởng Tổ số 1 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phấn khởi trước những kết quả của tỉnh đã đạt được, cử tri thành phố cũng nêu một số kiến nghị, tâm tư nguyện vọng như đề nghị tỉnh quan tâm bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức dôi dư tại các xã phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp để tránh thiệt thòi cho cán bộ công chức người lao động, tạo điều kiện tốt nhất về các thủ tục hành chính cho người dân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét có nguồn phụ cấp đối với phó ban và các thành viên tổ thanh tra nhân dân. Cử tri cũng đề nghị Hợp tác xã Điện Hùng Cường bàn giao lưới điện hạ áp về ngành điện quản lý, đảm bảo chất lượng điện cung cấp cho người dân. Cùng với đó là kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai tại cơ sở. Thay mặt tổ số 1, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình thông báo kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri lần trước, đồng thời tiếp thu và trực tiếp trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản làm rõ thêm một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin tới cử tri về định hướng phát triển thành phố Hưng Yên. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên vừa được chính phủ phê duyệt thì đến năm 2030, thành phố Hưng Yên sẽ trở thành đô thị loại 1. Chính quyền và nhân dân thành phố cần nỗ lực đồng hành cùng tỉnh để thực hiện được mục tiêu này. Chúng ta rất mừng là Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chúng ta quy hoạch tỉnh Hưng Yên từ nay đến 2030 và định hướng đến 2050. Quyết định 489 ngày 10 tháng 6 năm 2024. Thế do vậy là cơ bản Hưng Yên chúng ta sẽ xác định mục tiêu phấn đấu là trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố Hưng Yên phải trở thành đô thị loại 1. Chúng ta rất nhiều vấn đề phải làm. Một là vấn đề hạ tầng đô thị, vấn đề về đời sống của nhân dân. Hai là vấn đề nâng cao cái chất lượng giáo dục và đào tạo để chúng ta có nguồn nhân lực. Thì tới đây tôi đề nghị các cử tri là tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với tỉnh để làm sao xây dựng Hưng Yên chúng ta một tỉnh Hưng Yên thực sự là giàu mạnh,
thực sự là sạch đẹp, cũng như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Cũng trong sáng nay, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Kim Động. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Kim Động cũng kiến nghị về các vấn đề như đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích thu hồi phục vụ khu công nghiệp. Nhiều trạm bơm tưới tiêu xuống cấp cần tu sửa, thi công nạo vét kè sông Mỏ Quạ qua địa phận xã Chính Nghĩa là một số tuyến đường bị sụt lún, tiềm ẩn tai nạn giao thông, khắc phục tình trạng nhiều bãi rác tập kết trên địa bàn huyện quá tải, ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã trả lời trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp để chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với đại diện cử tri của ba xã Trung Dũng, Thụy Lôi, Lệ Xá. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Trung Dũng, Thụy Lôi, Lệ Xá đề nghị đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau khi đã hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, sớm hoàn thành nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông trên địa bàn, đầu tư đường giao thông nội đồng, có biện pháp xử lý rác thải tại các bãi rác của thôn, đầu tư tu sửa hệ thống kênh mương tưới tiêu, lắp đặt thêm biển báo giao thông gờ giảm tốc trên đường D sông Luộc 378. Quan tâm xây dựng hồ bơi và các điểm vui chơi ở các khu dân cư, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thêm một số loại thuốc thiết yếu vào danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cảm ơn tiếp thu và làm rõ một số vấn đề cử tri của ba xã Trung Dũng, Thụy Lôi, Lệ Xá quan tâm. Tại huyện Phù Cừ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri hai xã Đoàn Đào và Minh Hoàng. Cử tri hai xã Đoàn Đào, Minh Hoàng đã kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho dự án đường Tân Phúc Võng Phan trên địa bàn xã Đoàn Đào, cải tạo mở rộng nút giao DH82, DH86 nối ra tỉnh lộ 200, hỗ trợ xây dựng trồng chuyên canh vải trứng, nâng cao tỷ lệ dùng nước sạch thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, sớm xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung xã Đoàn Đào. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Phù Cừ tiếp thu và giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri. Sáng nay, huyện Ân Thi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Cử tri huyện Ân Thi có nhiều ý kiến về các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giao thông. Trong đó, cử tri xã Quảng Lãng, Hạ Lễ, Tiền Phong, Bãi Sậy kiến nghị về một số tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi đã xuống cấp bị ảnh hưởng do nằm gần công trình thi công một số tuyến giao thông trọng điểm, cần có giải pháp khắc phục để người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất. Cử tri xã Quảng Lãng, xã Hạ Lễ phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch, một số bất cập trong vấn đề cấp nước. Cử tri thị trấn Ân Thi đề nghị cần có biện pháp xử lý rác thải, tránh tình trạng tồn đọng rác lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức lễ hội Nhãn Lồng và Nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2024. Theo kế hoạch, lễ hội Nhãn Lồng và Nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024 với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu. Địa điểm tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Khu trưng bày gồm 26 gian hàng nhãn quả tươi, 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, 2 gian hàng trưng bày các ấn phẩm tour tuyến du lịch. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia góp ý để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ nhãn lồng và nông sản tiêu biểu của tỉnh như tên sự kiện, thời gian tổ chức, phương thức tổ chức, sản lượng, đặc biệt là tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn, nông sản tỉnh trên các trang mạng xã hội trước, trong thời gian diễn ra sự kiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam giao Sở Công Thương thống nhất các sở ngành chủ động thời gian phương thức tổ chức sự kiện, Sở Nông nghiệp
chủ động lựa chọn sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tới khách tham quan. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, đa dạng mẫu mã, quảng bá sản phẩm để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản tỉnh Hưng Yên. Đồng chí đề nghị ban tổ chức chấm điểm vinh danh sản phẩm ngon nhất, đặc sắc nhất, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Hưng Yên và tạo hiệu ứng tốt đẹp cho khách tham quan. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trung tâm thương mại Go Hưng Yên. Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật thuộc tập đoàn bán lẻ Century Town đến từ Thái Lan. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trung tâm thương mại Go Hưng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại quyết định số 559 năm 2024. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trung tâm thương mại Go Hưng Yên được thực hiện trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, phía Bắc giáp vườn hoa phía sau đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, phía Nam giáp đường Tô Hiệu, phía Đông giáp đường Chùa Đông, phía Tây giáp tòa nhà Viettel và Sở Tài chính, quy mô dự án gần 16.000 m2. Không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch được nghiên cứu trên cơ sở tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi về giao thông quanh khu vực. Đường Tô Hiệu và đường Chùa Đông là trục đường giao thông đối ngoại chính của trung tâm thương mại, kết nối đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các khu chức năng trong dự án, có bán kính phục vụ tốt, đảm bảo nhu cầu tiếp cận sử dụng. Khối nhà trung tâm thương mại được bố trí tại trung tâm khu đất, kết nối giao thông thuận tiện, khai thác hiệu quả sử dụng đất cho dự án. Hệ thống vườn hoa cây xanh được bố trí xung quanh khối nhà trung tâm thương mại, đóng vai trò tạo mỹ quan bóng mát, đảm bảo nhu cầu tiếp cận sử dụng của người dân. Tại vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2024 diễn ra tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 6, đội tuyển bóng đá U11 Hưng Yên đã xuất sắc giành vé vào vòng chung kết. Nằm ở bảng F, đội tuyển U11 Hưng Yên đã giành 4 chiến thắng với các tỷ số 5-0 trước đội U11 Thái Bình, 4-1 trước đội U11 Liên Việt Postbank Hoàng Anh Gia Lai, 8-1 trước đội U11 Lâm Đồng, 4-1 trước đội Việt Kim Liên Quảng Ngãi và chỉ nhận một thất bại trước đội đầu bảng U11 Việt Hùng Thanh Hóa. Kết thúc vòng loại, đội tuyển U11 Hưng Yên có 12 điểm, xếp vị trí thứ 2 ở bảng F, là một trong 16 đội giành vé vào vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2024 diễn ra tại Bắc Ninh vào cuối tháng 7 tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.